Đây là một quán ốc local đảm bảo bạn đã đi qua tỷ lần rồi nhưng mà không hề biết. Vừa có view hồ Tây mà còn mở tới tận 5 giờ sáng. Mà không gian ngồi không chỉ có sân thượng hay tầng 1 tầng 2 đâu. Quán còn trải hẳn chiếu bàn ngồi ngay cạnh bên hồ luôn. Ăn ở đây xong thì cả mình và Dương đều nghĩ rằng đây sẽ là một quán mà các bạn trẻ dễ dàng bỏ qua, bởi vì trong con hồ sẽ thấy không có gì đặc biệt. Ai mà biết rằng quán ốc lại có một chiếc view đỉnh như thế này cơ chứ. Nhà anh cũng được 14 15 năm rồi. Anh cũng không quảng cáo đâu. Khách toàn khách quen giới thiệu nhau rồi. Nhà mình thì nhập như nào anh nhỉ? 3 4 giờ thì người ta lại đưa hàng đến cho anh. Hải sản nhà anh cam kết là tươi sống hết. Bọn em cứ ra đây ủng hộ là rất yên tâm. Chưa bác nào chưa biết thì quán có địa chỉ là 133 Trích Dài và có tên là Tửu Quán. Menu sẽ thiên về các loại hải sản và ốc cũng như là một số món ăn vặt ăn kèm. Mình thấy còn có cả cua gẹ cũng như là lẩu nữa cơ. Nếu mà các bạn ngồi trên rooftop view hồ Tây này ăn hải sản ấy mà sợ là hải sản nó dễ nguội thì yên tâm nhé. Ở đây anh cực kỳ cẩn thận luôn. Ví dụ như là đĩa hàu này nhá, từng con được bọc giấy bạc. Đến bây giờ bọn mình quay chán chê vẫn còn nóng, hoặc là đĩa ốc ấy thì anh ấy luôn úp một cái bát như thế này để giữ được độ nóng. Bất ngờ thứ hai thì đây là một quán chuyên ốc nhưng lại có món phở cuốn rất ngon. 10k cho một chiếc và nước chấm cũng rất vừa vặn nhá. Đi ăn ốc hấp thì mình thường hay thích gọi size to. Ốc ở đây mình thấy làm không có bị nhớt đâu. Nước chấm ốc cũng đậm đà lắm đấy. Chưa phải được kiểu 9-10 điểm đâu nhưng mình thấy cũng được 8 điểm rồi. Điểm cộng là quán có cả món sung xoài ăn kèm và cái này thì được gọi thoải mái nha. Nếu như bạn nào thích ăn ốc sốt thì phải gọi cái món ốc hương trừ muối này cho mình. Phần sốt trừ muối đậm đà lắm, ở đây làm hơi thiên ngọt. Mình thấy ốc ở đây size to và xứng đáng với giá tiền. Còn đâu có thể gọi thêm một số món ăn vặt lai dai như kiểu là nem chua rán 50 một đĩa. Hâu nướng ở đây thì to béo nùng nính rồi, 20 cá một con, mình thấy xứng đáng này. Phần mỡ hành ở đây làm không phải theo kiểu giòn đâu mà hơi mềm mềm dẻo ý. Chứ cút lộn xào mè ở đây làm cũng rất là ổn, 35k một chục. Dân quản có tầng 2, tầng 3 sẽ là ngồi bàn ghế hoặc là trải chiếu. View ở đây dù có tầng nào đi nữa thì cũng là nhìn thẳng ra hồ rồi. Menu mình thấy là không có giá đâu, bởi anh chủ bảo là hải sản thì có sự thay đổi theo đợt theo ngày. Lưu ngay địa chỉ ốc ở trên hồ Tây này đi nha.